Ủa mà mày chị mày tưởng mày lớn mày sai tao hả? Sao mày như vậy mày lớn mày nhỏ tao á mày gọi ơi. Mới té đào không chết luôn mấy bạn. Hổm gà tim mình làm clip bình thường không? Hôm nay mình sẽ cho nó bảy với mấy đứa một bữa mình hợp tác với Liên nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt camera hay nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lại giỏng á, ngồi đợi mấy đứa tới với Liên rồi tới mình sẽ thực hiện mình cho nha mấy bạn. Ơi, xuống cái này lại đi sớm với mày. Trời ơi, nhà chém chết cho nên phải lại đây quay phim đợi máy bay chứ. Ôi, hôm nay lớp mày sao rồi? Ôi, lớp tao vui lắm. Cô giải phóng là game thủ Free Fire mà. Ủa sao hai mày vừa ở đây kìa? Hai tao ở đây hả, nói chuyện chơi với mấy đứa chơi đảng kìa. Ê, rảnh không đi muốn miếng nước rồi à? Em tự mốt. Tao chị tao mới sai rồi. Ủa, mà mày chị mày tưởng mày lớn mày sai tao hả? Sao mày với tao mày nhỏ tao á? Mày gọi ơi. Vũ gì vậy? Vũ gì vậy? Hai đứa làm gì vậy? Đúng rồi. Làm gì vậy? Kể nghe, kể một bảy nghe. Dạ là hai đứa này quýnh lộn nhau. Hai này quýnh lộn là con Trang. Nó kêu con Liên á là gót nước cho nó uống. Mà con Trang á nó kêu con Liên gót nước. Mà con Liên nói sao mày là chị mà mày không gót. Có nhiều đứa mà cứ lộn mà. Chị em gì rồi gà sao uống không đi uống mà đi nó muốn nó cũng muốn chứ phải lắm mày sao mày không biết gì vậy cái gì vậy thành công rồi bạn ơi mình cho được cái đó này bị hai đứa này mày tới công chuyện mày gọi làm sao mà nó cho mày lại để tao coi làm sao mày cho hai đứa tao kiểu gì rồi nãy giờ cho anh mệt chưa mệt chứ mệt rồi đi rửa trứng một vịt lộn được đi. Vườn làm hộp vịt lộn luộc nước dừa nha các bạn. Nè Trang cưng đi rửa hộp vịt đi. Dạ. Còn hai đứa đi rửa rau. Dạ. Còn chị với cưng đi bây giờ. Nè mấy bạn, cây bé dừa của mình là một khúc đọt tre với một cái cây cưa nhỏ. Với một cây đinh mình gắn lại nè, mình đóng lại cho nó chắc lại rồi mình đi hái dừa nó không có bị giột ra. Đi thôi. Đu cái dừa này các bạn nãy giờ dính trên cây bự bằng cái đầu này lại đi vô dạ. Đây mình với chị mình đã rửa vô găm với hộp vịt lộn xong rồi nha các bạn, rửa sạch ăn mới ngon. Rồi giờ mình sẽ đợi lấy dao ra mình chặt dừa rồi mình luộc nước dừa nha các bạn. Đúng rồi chứ, cạn. Đó đi. Trời, trái dừa này nhiều quá. Mấy bạn, nước dừa này rất là nhiều luôn mấy bạn. Hồi trái dừa này chặt cái luôn. Chặt cái rồi. Chị nói chuyện. Em ngồi ở đây chị Liên có bắn nữa không? Có đó. Nói chuyện hay gối loạn ngôn ngữ một chút mà. Trái dừa mà chị Liên kêu chặt ra là ngấu. Đúng rồi đó. Trái này nó già hơn trái nãy nè. Chặt nó hơi lâu. Trái nó ngọt lắm mấy bạn. Liên cắt vào hai lô, chặt cái dừa gãy luôn chứ nhãn này làm ba. Trái này già chặt hơi lâu nha. Rồi về á, về tối mẹ chị Liên cưng chị Liên lắm luôn á, nhưng mà cưng vô đây á. Cái gì đó mấy bạn, cái gì biết không? Ai út đi mà. Đây nè bạn, đây mình là cưng sen nè bạn. Đây là bông sen. Mấy chị mình hái được hai bông. Chút xíu mình sẽ đăng clip ngắn cho các bạn xem. Mình thấy mình đẹp không? Mấy chị bạn mình hái quá trời sen luôn rồi mấy bạn. Lỡ bỏ gì mấy tan giò đó mấy bạn. Sen này là không sao sâu nha mấy bạn. Chị Liên tắm luôn. Cho nên là yên tâm. Tại vì sen này nhà mình trồng như mấy bạn nên rất là yên tâm để xuống hái. Nè. Đây là bây giờ mình sẽ bẻ cây của nó nha. Đó. Nãy mình bẻ sen giờ nó khứa đổ quá trời rồi nè các bạn. Sen này ăn cực kỳ ngon luôn. Thấy gì giờ coi à, xíu biết nha. Ở ngoài nó đẹp lắm á. Ủa, đây là cây cẳng cẳng nha. Bây giờ nó cái hộp sen nha các bạn. Hộp sen này ăn cái nhị đó giúp mình ngủ ngon hơn nha các bạn.
Rất mà mình chơi qua đây mình quay clip á mấy bạn. Chị Ly mấy bạn đá chiếc banh xong mấy bạn rồi thấy làm khỉ xuống, đu đu lấy chiếc banh mấy bạn. Xuống cái sồn mấy bạn lắm á mà nước ngập á không thấy cái cậu đâu chơi á. Cái chị Ly bay xuống luôn cái ướt đồ luôn mấy bạn. Rồi xong cái mình lấy cái quẹt á bạn, chị Liên chu lít lại cái mình sơ chị Liên đổ khô có phải không chị... rồi đây là chị nguồn nói sống của chị Liên nha các bạn. Giờ chị Liên nghe cho em cảm nghĩ đi ạ. Thôi quá mà có nhiều quá thì nhớ gì nữa bạn em cảm biết không. Đây là trong cái ngọn sen nó nhỏ nữa bạn. Gừng nó 6 chị là nữa chị cho như nữa đó. Đúng rồi, như bữa nay mình cho được mấy đứa với các bạn mình quá vui luôn các bạn. Chứ đó mình tưởng nó quýt lộn thiệt không mấy bạn, mình can nó không ra luôn, cuối cùng nó dở. Mấy bạn, trong cái hộp sen nhỏ nó sẽ có một cái cục này nè. Cục đó là cục gì? Không biết nữa. Nó giống như là sen nhưng mà nó cục nhỏ thôi, em thử nha mày. Còn mời bạn ăn nha. Không may mắn mày cũng được. Em ăn trồng về không à? Mời bạn nha. Ngỡ bạn nha bạn. Ăn trồng đỏ với con kết hợp nó béo luôn mấy bạn. Muối cay cay nó quá ngon. Mời bạn ăn nha. Các bạn ơi, cái này á bạn nha. Ngon lắm nha bạn. Cái này béo béo bùi bùi ngon lắm. Thêm muối cay cay the the ngon lắm nha bạn. Nãy giờ mình ăn dòng vàng mình thấy nó béo với húp nước với tại nó luộc nó dừa bạn, húp nước nó ngọt lắm nha. Thầy mời các bạn ăn miếng nha. Chấm muối nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái mời mà. Các bạn ăn cái mời nha. Mời ngon lắm bạn. Mời bắt tay ăn mới ngon. Nè các bạn cái mời của nó bự luôn. Cái mời thì rất là giòn. Mấy bạn ơi, mấy người này không biết ăn con nữa bạn. Nói thiệt em. Mình thì thầy biết ăn như trứng luôn. Mà rất là bự rồi. Ngon lắm mấy bạn ơi. Nóng không ngon. Sáng giờ mình qua clip mệt nữa. Đói nữa. Hỏi sao. Ai ăn con, ai biết ăn con rồi. Chứ mình là mình không biết ăn con rồi nha các bạn. Đúng rồi. Mình thì sẽ biết ăn nguyên trứng. Con là bự. Ừ. Cái gì ăn trứng. Ừ. Mình ăn cái trứng thứ hai các bạn. Mình ăn trứng thứ hai luôn rồi. Mời các bạn nha. Cái mời các bạn, mình không ăn được cái mời nha. Không nước. Nhiễu nước hoài. Mình lụng nóng giữa bạn. Húp cái nước nó rất là ngọt. Đúng rồi bạn. Tôi mình tính là không có hấp nước dừa đâu nhưng mà qua đây thấy dừa nhiều quá cho nên tụi mình hấp nước dừa với lại ăn rồi. Nước nó đại luôn các bạn nha. Mình sẽ đặt trứng thứ hai nha. Mình hấp nước trước nha các bạn, không ơi nóng quá. Sao không được. Đó đập hộp giờ là đập vậy nè. Hồi đó nhà mình cũng bán nữa các bạn. Thì sáng mà nội cưng bán cho chị đó. Ừ. Ui nóng nha. Nóng. Ui nhầm bịch đây. Đây cái chồng đỏ. Chấm muối rồi nha các bạn. S2S. Con bự à. Chết bạn. Chết rất là bà. Mình ăn trứng thứ hai nha các bạn. Mình ăn mặn ăn gì. Chồng đỏ đi nha các bạn. Giờ mình chấm muối à. Liên ăn chồng đỏ không à? Ngon. Tao với con đâu. Ừ. Nóng lắm. Mở bạn ăn nha. Dèm. Mình lấy nguyên cái con. Dèm. Kẹp thêm miếng rau găm nữa nha mấy bạn. Đi con này. Bả chị. Quá đã bạn. Nước nó ngập quá. Nấu nước vừa húp ngọt quá bạn ơi. Mình thích húp nước của nó. Tiếng học mình lộn lắm. Em múc là đầy đổ nước
cảnh cảnh nguyên trứng hộp vịt lộn nè mày. Nhìn trước là thấy thèm. Ơi nhiều lắm. Bây giờ team mình ăn xong mấy bạn, ai cũng no hết trơn. Video của mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn thích video này hãy cho team mình một đăng ký, một like và bấm vào phía chuông để team mình có thêm lực ra thêm nhiều video clip mới. Bye bye, bye.